Mến chào các em thiếu nhi trong hội thánh Sài Gòn. Năm nay các em dự lễ kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh có yên cảm thấy như thế nào? Không giống như mọi năm phải không? Không được đến nhà thờ, không được tung tăng trên đường phố, không được đến nhà thờ để dự lễ kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh thì các em làm gì? Em nào có thể kể cho bạn mình nghe mọi điều khi được Chúa cho phép trở về nhà Chúa được không? Thông thường vào dịp lễ kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh các em làm gì? Có thể các em mua những món quà nho nhỏ để trao đổi với các bạn, hoặc trông chờ những món quà Giáng sinh từ ba mẹ, anh chị trong gia đình, hoặc là viết thiệp chúc mừng Giáng sinh. Còn gì nữa? Có thể các em phụ ba mẹ trang trí khi nuôi em, dâng đèn, kết hoa và dọn dẹp nhà cửa, và có thể đi phố vui chơi, chụp hình selfie hoặc là ăn tiệc Noel với bạn bè, vân vân. Lễ kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh là cái ngày mà hầu hết mọi người Cơ Đốc nhân và người chưa tin Chúa đều thích lễ Giáng sinh của Chúa Giêsu. Vì vậy, người thế gian thường tổ chức ngày Noel theo kiểu của người đời, không giống như Cơ Đốc nhân. Còn các em và cô là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta nên kỷ niệm sự Giáng sinh của Chúa Giêsu như thế nào? Đáp ứng của em sau khi dự lễ kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh là gì? Cô Thanh muốn nói với các em, phương cách tốt nhất để kỷ niệm sự Giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giêsu là trở nên người đi theo đấng mà chúng ta kỷ niệm sinh nhật. Đấng đó là Chúa Giêsu. Đây là lý do Chúa Giêsu đến thế gian cách đây 2021 năm. Kinh Thánh nói cho chúng ta biết sự Giáng sinh của Chúa Giêsu không giống như bao nhiêu sinh nhật khác. Các em chú ý cái từ Giáng sinh. Giáng sinh chỉ dùng cho Chúa Giêsu, không cho bất cứ ai, giáo chủ nào, lãnh tụ nào hay là đối tượng nào, bởi vì Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời hiện hữu trước khi Ngài đến thế gian. Chúa Giêsu Giáng sinh để trở nên con người và trưởng thành và rồi hy sinh chết định tội cho nhân loại, trong đó có các em và cô. Chúa Giêsu Giáng sinh để làm Chúa Cứu Thế của nhân loại. Vì vậy, bất cứ ai có thể hiểu lễ kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh đều tuyên xưng: mình là một tội nhân, tôi là một tội nhân, là một tội nhân thì tôi cần Đấng Cứu Thế. Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đó. Phương cách tốt nhất để kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh là tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế của mình. Sáng hôm nay chúng ta cùng đọc lời Chúa trong Luca đoạn 2 từ câu 15 đến câu 20. Chúng ta bắt đầu từ câu 17 trở đi. Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe chuyện bọn chân chim nói đều lấy làm lạ. Còn Mary thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Bọn chân chim trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy, y như lời đã bảo trước của mình. Những câu kinh thánh này cho thấy bốn phương thức kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh một cách có ý nghĩa. Đó là thứ nhất, hãy nói về, cho người khác biết về sự Chúa Giêsu Giáng sinh. Thứ hai là lấy làm lạ về sự kiện Chúa Giáng sinh. Thứ ba là suy nghĩ ý nghĩa của sự kiện Chúa Giáng sinh. Và cuối cùng là vinh hiển và các tội Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta cùng suy nghĩ mỗi phương cách. Thứ nhất, nói cho người khác biết về sự Chúa Giêsu Giáng sinh là thuật lại. Thuật lại điều gì? Trước tiên, Kinh Thánh ghi lại các gã mục tử sau khi đến Bethlehem và nhìn thấy hài nhi Giêsu thì thuật lại những điều họ đã được thông báo về hài nhi. Các gã mục tử đã trở thành những nhân chứng của sự kiện Chúa Giêsu Giáng sinh. Lý do họ trở thành nhân chứng là có một sự kiện trọng đại và những người khác rất cần nghe về sự kiện trọng đại này. Đó là câu chuyện hay nhất để chia sẻ cho mọi người. Không có câu chuyện hay là sự kiện nào đáng để thuật lại cho người khác biết bằng câu chuyện Chúa Giêsu Giáng sinh. Vì sao vậy các em?
Em có biết điều gì đã xảy đến với tất cả một tử này? Ồ, lúc bấy giờ họ đang ở ngoài đồng thức đêm canh giữ đàn chiên như bao nhiêu đêm tối khác. Họ là những con người đơn sơ, không suy nghĩ đến điều lạ lùng. Thế nhưng, bỗng nhiên một thiên sứ hiện đến cùng họ với một sứ điệp. Sứ điệp Giáng sinh được rao ra cho các gã mục tử. Thiên sứ phán, đừng sợ vì này ta báo cho các ngươi một tin mừng. Tin này sẽ là niềm vui lớn cho muôn dân. Luca đoạn 2 câu 10. Sau khi thiên sứ báo tin thì muôn vàng thiên binh hiện ra trổ tiếng ca ngợi Đức Chúa Trời. Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi thì các gã mục tử quyết định đi đến Bethlehem. Họ bỏ lại đàn chiên mà đi tìm gặp hài nhi Giêsu. Chính xác là những gã mục tử nghèo nàn này đã nhìn thấy Đức Chúa Trời ngôi hai nhập thể, nghĩa là Đức Chúa Trời giáng sinh làm người qua Chúa Giêsu. Các gã mục tử đã chứng kiến sự kiện trọng đại, đó là Chúa Giêsu giáng sinh y như thiên sứ đã báo tin. Họ không thể nào nín lặng trước những điều đã nghe và thấy tận mắt. Hôm nay chúng ta cũng có tin mừng để thuật lại về Chúa Giêsu cho người khác. Tin mừng về Chúa Giêsu giáng sinh quá kỳ diệu, không thể nào nín lặng được. Em có thể thưa với Chúa, xin Chúa khiến con trở thành nhân chứng để nói về Chúa cho người khác. Phương cách thứ hai, chúng ta có thể kỷ niệm Chúa Giêsu giáng sinh bằng cách lấy làm kinh ngạc. Ai nghe chuyện các người trong chiến kể đều ngạc nhiên. Luca đoạn 2 câu 18. Các em có biết trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta có hai loại ngạc nhiên. Đó là loại ngạc nhiên nào có em biết không? Loại ngạc nhiên thứ nhất chỉ là kích thích người hâm mộ. Đây là loại ngạc nhiên chúng ta thấy trong phim ảnh hoặc trong những trận thi đấu thể thao. Chẳng hạn, các em xem trận đấu thi đấu thể thao Olympic và ngạc nhiên khi người đoạt huy chương vàng được xướng tên. Đó chỉ là sự hấp dẫn tạm thời, rồi sau đó không ai suy nghĩ đến. Loại ngạc nhiên khác là sự kinh ngạc thánh. Khi đáp ứng những hành động kỳ diệu của Đức Chúa Trời vượt quá sự hiểu biết của con người, loại ngạc nhiên thánh thường kết nối chặt chẽ với lòng tôn kính. Sự kiện Chúa Giêsu giáng sinh là một sự kinh ngạc thánh. Các em nghĩ những người nghe chuyện những gã mục tử kể đều lấy làm ngạc nhiên bởi vì sao như vậy? Họ ngạc nhiên vì Đức Chúa Trời từ thiên đàng đến thế gian làm người trong hình hài một em bé, là một con người bằng xương bằng thịt ở giữa chúng ta. Điều ngạc nhiên trong câu chuyện giáng sinh các gã mục tử kể là không phải một em bé sinh ra trong cung điện với chăn êm nệm ấm, mà là một em bé được đặt nằm trong máng ăn của súc vật và được cuốn quanh thân bằng một tấm khăn đơn sơ. Đây là sự hy sinh cao cả của Chúa Giêsu để những mục tử bình thường có thể đến được với Ngài, tôn kính và thờ lại Ngài. Chúa Giêsu đã đến thế gian cách đây hơn 2.000 năm để làm đấng cứu thế, đem sự cứu rỗi đến cho nhân loại, trong đó có chúng ta. Một khi nhắc đến tên Chúa Giêsu, chúng ta không thể nào quên ơn cứu rỗi Chúa dành cho chúng ta. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Công vụ đoạn 4 câu 12. Phương thức thứ ba suy gẫm ý nghĩa của sự Chúa Giêsu giáng sinh. Còn Mary thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Luca đoạn 2 câu 19. Tấm lòng của Mary, người nữ đồng trinh được Đức Chúa Trời chọn để chịu thai sanh cứu Chúa Giêsu. Mary được sự hiện diện của Thiên Chúa. Mary được Chúa bình an hiện diện trong lòng. Chúa Giêsu giáng sinh chính là Chúa bình an, như lời tiên tri Esai báo trước cách đó 700 năm trong Esai đoạn 9 câu 5 và 6. Chúa Giêsu giáng sinh để đem sự bình an thật cho những ai mở lòng
tin nhận Chúa Giêsu đấng đã hy sinh chịu chết đền tội cho nhân loại, trong đó có các em và cô. Năm nay chúng ta kỷ niệm Chúa Giêsu giáng sinh giữa cơn đại dịch Covid-19. Chúng ta có suy nghĩ vì sao Chúa yêu thương mình quá nhiều khi mà Chúa bình an ở trong tấm lòng, khi được Chúa bình an hiện diện trong cuộc đời của mình. Chỉ những ai nhận món quà bình an là Chúa Giêsu thì được tha thứ. Vì vậy, chúng ta hãy vui mừng cùng với các mục tử ca tụng Đức Chúa Trời và làm sáng danh Chúa. Đó là phương cách thứ tư, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời. Bộ chân chiên trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy, y như lời đã bảo trước cùng mình. Luca đoạn 2 câu 20. Các em có làm giống như tất cả mục tử không? Thờ phượng Đức Chúa Trời bằng cả lời chia sẻ và bằng những lời ngợi khen Chúa. Thờ phượng Đức Chúa Trời bằng cả lời chia sẻ và bằng những lời ca ngợi Chúa. Nghe về Chúa Giêsu giáng sinh chưa đủ để được cứu rỗi, nhưng còn phải tiếp nhận Chúa Giêsu vào lòng. Nếu em nào chưa làm điều này hôm nay, mong ước em sẽ làm ngay hôm nay, thì em sẽ trở về như các mục tử làm sáng danh ngợi khen Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta thờ phượng kỷ niệm Chúa Giêsu giáng sinh, nghe lời Kinh Thánh kỹ thuật về các gã mục tử đáp ứng đúng đắn trước sự Chúa Giêsu giáng sinh, một sự kiện quan trọng cho nhân loại. Còn các em sẽ đáp ứng như thế nào sau khi kỷ niệm Chúa Giêsu giáng sinh? Bốn điều chúng ta vừa học hỏi. Thứ nhất, đó là thuật lại. Thứ hai, đó là lấy làm ngạc nhiên hay là lấy làm lạ. Thứ ba, suy nghĩ trong lòng. Thứ tư, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời. Đây phải là đáp ứng của tất cả các em sau khi chúng ta kỷ niệm sự Chúa Giêsu giáng sinh. Trước hết, chúng ta cùng đọc lại câu gốc của bài Kinh Thánh buổi sáng hôm nay trong Luca đoạn 2 câu 20. Đây là đáp ứng của các gã mục tử sau khi họ đến Bethlehem nhìn thấy Chúa Giêsu và trở về làm sáng danh ngợi khen Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng đọc câu gốc này hai lần. Bộc trong chiên trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy, y như lời đã bảo trước cùng mình. Chúng ta đọc lại lần nữa. Bộc trong chiên trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy, y như lời đã bảo trước cùng mình. Luca đoạn 2 câu 20. Thì giờ này, mỗi chúng ta đến với Chúa, cam kết nói về Chúa cho bạn bè, cho người khác, để làm sáng danh Chúa như các gã mục tử